chào mọi người. Hôm nay là ngày 23, là ngày đầu tiên phủ tuyên bố là hết cách ly xã hội. Mọi người xem quê Thanh Trì như nào nha. Đây là tổ này là trước đây là ở ngoài vỉa hè họ bán rất nhiều bánh mì, đồ ăn sáng, bún miến phở, nhưng hôm nay vẫn chưa hề hoạt động. Đấy, cả cái dãy phố này rất nhiều đồ ăn, bánh cuốn Thanh Trì rồi xôi rồi đấy, bún miến ngan này vẫn đóng cửa, bún miến ngan giò mọc, bún riêu cua ốc vẫn đóng cửa, bánh mì tất cả họ vẫn đóng cửa. Đây có bên bưu điện.
hầu như là các đồ ăn thì họ vẫn đóng cửa. Đây có một hàng xôi, họ có mở cửa, em ở trong mình xem hàng xôi có mở cửa nhưng mà vẫn chỉ là mang đi thôi, không ngồi tại chỗ. Ôi, chúc mọi người ngày mới, tháng mới, đầu tháng. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng, chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Lát nữa mình sẽ lên phố mình quay. Đây là ở dưới Thanh Trì nhé. Thanh Trì là Hà Nội nhưng mà là vùng hơi vùng ven. Đấy, có xe cảnh sát giao thông họ vẫn dạ xung quanh để chắc là kiểm tra xem là mọi người chấp hành đến đâu. Ok, xin tạm biệt.